Và sau đây là những phần tin liên quan đến Việt Nam thưa quý vị. Người dân Việt Nam thắt chặt chi tiêu cho dịp Tết Giáp Thìn. Theo ghi nhận của VnExpress cho biết, xu hướng mua sắm giáp thìn của người dân đã tiết kiệm hơn nhiều so với những năm trước đó. Họ chỉ tập trung vào những sản phẩm thiết yếu, với tiêu chí đó là mua sắm bây giờ là không bày vẽ, cắt giảm được thứ gì thì tốt cho thứ đó. Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Bích Vân là giám đốc truyền thông của Central Retail cho biết, nếu mọi năm giỏ quà phổ biến ở mức giá là 28-32 Mỹ Kim, thì bây giờ chỉ còn từ 16 đến 24 Mỹ Kim. Theo đại diện của Ion Việt Nam, giá trị đơn hàng giảm đi bởi vì kinh tế khó khăn. Khách mua sắm tiết kiệm hơn, họ chỉ ưu tiên vào mặt hàng nhu yếu phẩm, các sản phẩm vệ sinh nhà cửa vân vân Và những sản phẩm không thể thiếu trong dịp Tết Nguyên đán như là bánh kẹo, đồ uống, thực phẩm tươi sống như thịt heo, nấm, đậu, sản phẩm ăn lầu, đông lạnh trái cây, Tùy giá trị đơn hàng giảm, nhưng sức mua hiện nay đã có sự cải thiện đáng kể khi tăng được khoảng 10% so với những ngày thường. Còn đại diện của WinCommerce là đơn vị vận hành chuỗi siêu thị WinMark và chuỗi cửa hàng WinMark Plus thì xác nhận rằng thời gian gần đây lượng khách mua sắm ở tại các điểm bán đã vượt hẳn qua ngày thường. Trong khi Sài Gòn Co-op cũng ước lượng sức mua đang tăng được 10% so với năm trước. Việt Nam lấy ý kiến về giới hạn nồng độ cồn khi lái xe. Cơ quan quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế Việt Nam vừa có công văn gửi các đơn vị chuyên khoa đề nghị nghiên cứu về vấn đề nồng độ cồn trong máu hoặc khí thở của người điều khiển các phương tiện giao thông. Bộ Y tế đề nghị các chuyên gia đơn vị nghiên cứu cho ý kiến và gửi các đề nghị về Bộ trước ngày 20 tháng 2 để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế. Đây sẽ là cơ sở để nghiên cứu đề nghị quy định nồng độ cồn trong máu hoặc là trong khí thở khi lái xe. Mới đây, thì ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó trưởng Cơ quan Quản lý Khám Chữa Bệnh, cho hay Bộ Y tế ủng hộ việc xử phạt vi phạm hành chính những trường hợp có nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông. Ông Khoa cũng cho hay Ban An toàn Giao thông Quốc gia phối hợp với Bộ Y tế đang tiến hành thống kê so sánh các số liệu này và sắp tới sẽ có con số cụ thể số vụ tai nạn giao thông giảm ra sao. Những quy định khắc khe về nồng độ cồn được nhận định đem lại nhiều hiệu quả tích cực trong việc giảm tai nạn giao thông, thay đổi hành vi lái xe sau khi uống rượu bia của nhiều người dân. Tuy nhiên thì hiện các văn bản pháp luật không có quy định về nồng độ cồn tự nhiên trong cơ thể. Việc lấy ý kiến chuyên môn về y tế với nồng độ cồn trong máu, hơi thở được kỳ vọng sẽ giúp cho các cơ quan chuyên môn có thêm các cơ sở đề nghị xác định nồng độ cồn trong máu hoặc là hơi thở của người lái xe bắt được nhóm bảo kê cưỡng đoạt các tiểu thương ở chợ Long Biên đến hàng trăm ngàn mỹ kim. Công an Hà Nội vừa cho biết họ bắt khẩn cấp 7 đối tượng do có hành vi bảo kê và cưỡng đoạt tài sản ở tại khu vực của chợ Long Biên. Theo tài liệu điều tra từ lời khai của 28 người bị hại là những tiểu thương, những người lái xe chở hàng đến khu vực của chợ Long Biên. Họ phải liên lạc với nhóm đối tượng và mất tiền để xin chỗ ngồi bán hàng. Nhóm đối tượng lấn chiếm lòng đường Hồng Hà thuộc về quận Ba Đình, sát với chợ Long Biên nhóm đối tượng sát lập ra một khu vực riêng và thực hiện bảo kê tại đây. Các tiểu thương buộc phải chấp nhận theo sự sắp xếp và nộp tiền theo yêu cầu của nhóm đối tượng mới được bán hàng. Nếu không nộp tiền thì sẽ không được bán hàng và sẽ bị đuổi khỏi chợ. Theo Phòng Cảnh sát Hình sự Hà Nội, trung bình mỗi tháng nhóm này thu từ 20 đến 30 000 Mỹ Kim. Hiện nay, Cảnh sát Hà Nội đang tiếp tục điều tra để làm rõ, xử phạt theo quy định của pháp luật. Tiếp theo là bản tin liên quan đến An Giang, tuyên án tử hình người chồng cho vợ và hai con uống thuốc ngủ để tự sát. Tòa án tỉnh An Giang mới đây đã xử sơ thẩm và tuyên tử hình bị cáo Nguyễn Minh Tiến, 33 tuổi, quê ở tỉnh Tiền Giang, về tội giết người. Nạn nhân chính là vợ con của bị cáo Tiến. Báo Pháp luật dẫn cáo trạng cho biết là khoảng vào tháng Giêng của năm 2021, ông Tiến cùng vợ là Nguyễn Thị Kiều Oanh, dẫn hai đứa con nhỏ đến tỉnh An Giang để làm ruộng thuê do kinh tế khó khăn thất nghiệp vợ chồng của ông Tiến bàn với nhau dẫn hai con lên núi Cấm thị xã Tịnh Biên để cùng nhau tự tử trong hai ngày 4 và 5 tháng 6 của năm 2023 ông Tiến mang theo năm gói thuốc trừ sâu chạy xe gắn máy chở theo vợ con lên núi Cấm do hết tiền tiêu xài ngay ngày hôm sau thì ông Tiến đã mang xe gắn máy đi cầm lấy 160 mỹ kim để cả nhà tiếp tục có thể đến chân núi Cấm để thuê nhà trọ cũng như là thực hiện ý định tự tử. Sau khi cả nhà uống thuốc trừ sâu để tự vẫn, không chết nhưng vợ chồng của ông Tiến lại tiếp tục đưa hai con đến thành phố Châu Đốc, thuê phòng trọ và mua được 10 vỉ thuốc ngủ. Vợ chồng ông Tiến đã chia một phần thuốc ngủ cho hai con uống trước rồi họ uống sau. Đến sáng ngày hôm sau thì công an của Châu Đốc đã phát hiện bà Oanh cùng với hai con đã chết. Riêng ông Tiến còn sống nên được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang cấp cứu. Công an tỉnh An Giang đã ra lệnh khởi tố bắt giam bị can Nguyễn Minh Tiến tại tòa. Bị cáo Tiến vẫn giữ ý định chết cùng với vợ con. Người mẫu Ngọc Trinh cảm ơn đến Đảng và Nhà nước trong bài đăng đầu tiên khi được trở về từ nhà tù. Bốn ngày sau khi bị tuyên án một năm tù treo với tội danh gây dối trật tự công cộng và đã được trả tự do tại tòa, nữ hoàng nội y Ngọc Trinh đã có bài đăng đầu tiên ở trên mạng xã hội, trong đó đã gửi lời cảm ơn đến đảng và nhà nước. Vào hôm 6 tháng 2, trên fanpage chính thức của Ngọc Trinh, có hơn 6 triệu người theo dõi. Người mẫu này đăng tải một tấm ảnh và một bài viết ngắn với tiêu đề là trưởng thành hơn sau những lần vấp ngã. Cụ thể, bài đăng có đoạn, Trước tiên, Trinh xin chân thành gửi lời cảm ơn đến Đảng và Nhà nước và Pháp luật đã cho Trinh cơ hội quay trở lại cuộc sống thường nhật để thực hiện những ước mơ và công việc còn đang dang dở. Ngọc Trinh bị công an Việt Nam bắt vào ngày 19 tháng 10 năm ngoái sau khi đăng tải lên trang mạng xã hội đoạn clip cô thực hiện với những động tác ở trên xe phân khối lớn như là nhùng mông lái xe, buông hai tay vân vân khi vẫn chưa có bằng lái xe A2. Tòa án Cộng sản vào hôm 2 tháng 2 tuyên án cô một năm tù nhưng cho cô hưởng án treo. Tuy nhiên, giáo viên dạy lái xe là Trần Xuân Đông ở trong vụ việc đã bị tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù với hai tội danh đó là gây dối trật tự công cộng và sử dụng tài liệu giả mạo của cơ quan và tổ chức. Khởi tố nhóm mua bán thận thu lời hàng trăm ngàn Mỹ Kim Bộ Công an Việt Nam vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can gồm nhiều đối tượng, trong đó từ công nguyên cầm đầu về tội mua bán bộ phận cơ thể theo Điều 154 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Theo công an, những bị can bị khởi tố đều là những người từng bán thận của mình nên biết các thủ tục và nhu cầu tìm người bán, người mua thận ở các bệnh viện. Để thực hiện hành vi phạm tội thì nhóm này thường xuyên lên mạng tìm người có nhu cầu bán thận bằng cách đăng thông tin cần người hiến thận nhóm máu A, B và O sau phẫu thuật hiến thận được bồi dưỡng từ 25.000 cho đến 30.000 Mỹ Kim trên trang hội nhóm hiến thận nhân đạo. Khi tìm được người bán thận thì họ đề nghị người bán tới Hà Nội để làm xét nghiệm máu, đồng thời hướng dẫn họ làm các thủ tục pháp lý để hợp thức hóa việc mua bán thận. Sau đó, nhóm 4 người trên đã lên mạng tìm người mua thận và thỏa thuận với giá từ 30.000 cho đến 50.000 Mỹ Kim. Sau khi chốt giá thì nhóm của Nguyên đã đưa người bán, người mua tới bệnh viện để làm thủ tục, thực hiện ca phẫu thuật cắt ghép thận tại bệnh viện. Với thủ đoạn trên thì Công an Hà Nội cho biết nhóm này đã thực hiện trót lọt nhiều vụ môi giới mua bán thận, thu về hàng trăm ngàn Mỹ Kim. Hiện Bộ Công an đang tiếp tục điều tra các đối tượng liên quan khác.